Cặp song sinh Trúc Nhi Diệu Nhi đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn đau sau ca mổ. Chiều ngày 17 tháng 7, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã thông tin về tình hình sức khỏe mới nhất của cặp song sinh Diệu Nhi Trúc Nhi. Theo đó, sức khỏe của hai bé đã ổn định, tuy nhiên vẫn còn bị đau khi tỉnh dậy. Cụ thể, trong ngày thứ hai sau mổ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết hai bé vẫn còn đau. Các bác sĩ vẫn tiếp tục hỗ trợ giảm đau và hô hấp cho các bé. Đồng thời, vết thương mổ tách, các ống dẫn lưu, hai bé tuy đã được phẫu thuật tạo hình thành công nhưng rất phức tạp nên cần được theo dõi sát, chống loét, chống nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Các bác sĩ cũng lên kế hoạch tập vật lý trị liệu xoay trở cho các bé để đảm bảo các chức năng vận động sau này cũng như cải thiện về hô hấp. Việc kiểm soát tình trạng nhiễm trùng hai bé được chú trọng cực kỳ tích cực, do đó bệnh viện sẽ khống chế tối đa những người đến thăm bé. Như chúng tôi đã thông tin trước đó, Trúc Nhi Diệu Nhi sinh ngày 6 tháng 7 năm 2019 tại Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Hai bé là bé gái song sinh dính liền phức tạp. Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiến hành theo dõi chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt. Sau hơn một năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện không diễn tả bằng lời, Trúc Nhi Diệu Nhi đã cùng 100 y bác sĩ chiến đấu đầy dũng cảm suốt 12 tiếng trong phòng mổ vào hôm qua, ngày 15 tháng 7 trong cuộc đại phẫu quan trọng của đời mình. Cầu chúc cho hai con sẽ nhanh chóng hồi phục, vượt qua tất cả những khó khăn phía trước để có cho mình cơ thể trọn vẹn như bao đứa trẻ bình thường khác. Thăm và chứng kiến sự phục hồi của bé, tinh thần của ba mẹ hai bé đã ổn hơn rất nhiều. Mẹ hai bé chia sẻ, đồ chơi của con đây, mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi, mẹ đem cho các bác sĩ, tuyệt trùng rồi, gửi cho các con chơi nhé. Tỉnh dậy không có ba mẹ ở bên, con phải ngoan nghe không? Toàn đồ chơi con yêu thích đấy, ba mẹ sẽ tranh thủ thời gian hiếm hoi được gặp con để chơi với con, cố lên con nhé. Hiện hai bé sẽ nằm trong phòng hồi sức ngoại theo dõi từ 12 đến 24 tiếng, thậm chí có thể lên 48 tiếng đồng hồ để theo dõi diễn biến và những biến chứng. Mỗi bé có hai bác sĩ, bốn điều dưỡng hỗ trợ theo dõi liên tục. Cứ 12 tiếng đồng hồ, các bác sĩ sẽ họp giao ban tình hình sức khỏe của hai chị em. Nói về quá trình hồi phục sau này của Trúc Nhi Diệu Nhi sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Trương Văn Định cho biết hiện hai bé vẫn dùng hậu môn tạm, bàng quang qua cha, phía bệnh viện sẽ phẫu thuật lại trong vòng 3 tháng nữa. Riêng ống dẫn lưu sẽ rút trong vòng 1 tuần. Điều trị dài hơn, chúng tôi phải tập vật lý trị liệu. Đây là hai bé gái, còn sinh con đẻ cái về sau nữa là cả một quá trình dài. Chúng tôi sẽ theo dõi hai bé đến khi 18 tuổi. Tiến sĩ bác sĩ Trương Văn Định nói. Như vậy cho đến thời điểm này, tình hình của Trúc Nhi Diệu Nhi đã có những chuyển biến khả quan. Đây là tín hiệu đáng mừng cũng như là niềm vui của hàng triệu người đang theo dõi cuộc phẫu thuật lịch sử của y học nước nhà. Cuộc phẫu thuật là chặng đường đầu tiên trong việc tìm lại hình hài lành lặn vẹn nguyên của cặp song sinh dính liền. Như trước đó, chúng tôi đã thông tin Trúc Nhi Diệu Nhi sinh ngày 6 tháng 7 năm 2019 tại Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Hai bé gái song sinh dính liền phức tạp. Sau khi mổ thành công, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiến hành theo dõi chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt. Sau 13 tháng chung sống trong cùng một cơ thể, ngày 15 tháng 7, ca đại phẫu diễn ra với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa. Sau gần 13 giờ, hai bé được tách dính thành công và chuyển về khoa hồi sức ngoại để theo dõi đặc biệt. Hiện tại, tuy rằng ca mổ đã thành công tốt đẹp, nhưng phía trước vẫn còn một quá trình dài để các bé có thể sinh hoạt và phát triển như những đứa trẻ bình thường khác.